Xin chào các bạn, trở lại với cái chương trình giới thiệu cái sản phẩm của Roland BK9. Với cái dòng này thì chúng ta thường hay nói là pro hay là cái gì đấy, cao thủ hay là đại ca gì đó. Thực ra khách hàng của tôi chả phải đại ca mà cũng chả phải là cao thủ. Thì nhiều người họ chỉ là một người thích, họ mua về họ chơi. Họ bảo là đơn giản là họ chưa hiểu chức năng của nó. Hôm nay tôi sẽ đi cái hướng dẫn cụ thể cái phần này. Với cái này thì như các bạn đã sử dụng BK5 á, thì BK9 nó tương tự như vậy, nhưng mà nó hỗ trợ mình nhiều hơn. Hôm nay tôi chỉ nói sơ thôi nhé, tại vì bên trong của nó có quá nhiều thứ để chúng ta nói tới. Chúng ta nhìn từ bên ngoài, chúng ta đi từ bên này ha. Cái này tôi đã từng nói rồi, audio in. Audio in là cái phần này nó đưa cái âm thanh ở bên ngoài vào, nó sẽ đưa ở hai cái jack stereo, tức là jack left left right bên sau này, các bạn chú ý nha. Nó là cái chỗ mà có input đó, các bạn nhấn vào rồi. Và chúng ta vặn cái này lên nó sẽ to nhỏ. Rồi cái phần mic thì tôi đã nói rồi nhiều rồi. Mic reverb cũng vậy, và lăng á. Cái phần plug này nhiều người chưa biết xài. Plug thì nó xài cho một cái điệu mà chúng ta dùng á. Ví dụ như đây. Đó, cái điệu như vậy đúng không? Thế chúng ta đánh á, chúng ta muốn cho cái điệu nhỏ đi, các bạn đưa nó về bên phải, cầm plug các bạn vặn nó về bên phải đây đó thì nó sẽ nhỏ đi. Và ngược lại các bạn đưa ở dưới. Khi các bạn nghe cái gần cục nó đụng đụng hai điểm đó thì là nó là cân bằng hai bên rồi đấy. Và cái tiếng của hiện nay chúng ta nghe rất là to này, nhỏ dần nhá, nó về bên này nó nhỏ này, tiếng nó sẽ nhỏ này đó, vừa phải thì đấy ta nghe được tiếng này. Ok rồi, tiếp theo là đến ba cái đi bim này, ba cái mắt. Trong cái mắt thần này nó sẽ có ba cái bốn cái chức năng cơ bản. Chúng ta như mỗi cái thì chúng ta sẽ xét khác nhau, nhưng bây giờ tôi sẽ nói về cái phần đầu tiên á, cái digiris này. Cái này chúng ta sẽ có, ví dụ đây dạng tôi đã nói nhiều, cái phần này nó thể hiện ở cái nhạc mà nhạc đen hoặc DJ á, nghe nó rõ hơn. Ví dụ bài này ha, ví dụ lại đi đó. Đưa càng xa thì càng càng rồi. Cái tiếp theo thứ hai nữa là cái phần FX set, mình sẽ set cái chức năng sẵn của nó. Ví dụ chúng ta đánh một nhạc phẩm mà nó trữ tình hay là nó cần cái chuông gió này kéo cái đó. Đây là tối đa gì set cái đàn về cái dạng chuẩn của nhà máy, họ là có sẵn cái này. Bạn có thể cài sẵn nhiều chức năng khác nữa. Cái này thì chọn nhạc cụ. Đó, nghĩa là tay của mình đưa xuống á. Đây tầm 20 phân. Lên. Đó, phần này là sin code đấy. Cắt cái âm đi. Đó, vào. Đó là chức năng của bốn cái này. Nếu bạn cảm thấy thích thì bạn vẫn có thể sở hữu nó và chơi thôi, chứ đâu cần phải pro hay là cái gì gì đó. Thì theo tôi nghĩ một cái để chúng nó phục vụ cho chúng ta, niềm vui của chúng ta cuộc sống thì nó là ok. Tiếp theo là cái phần metronome này, là đã đếm nhịp cho mình đấy, 1 2 3 4, 1 2 3 4 đấy. Đứng lại nó cũng vậy đó, khi chúng ta nhanh hay chậm thì nó thế theo. Phần trên này sẽ có những cái điệu, bộ điệu là 16 bit lay, band rock, rồi đen, rồi ballroom, rồi da blue, rồi vân vân. Cái đó thì các bạn tự khám phá nhá. Vì có quá nhiều là tôi nói tới, thời gian thì nó không có nhiều. Đây là tempo. Tempo đây, đó. Nhanh lên nhá. Nhanh nhanh. Đó. Và cứ lại dùng ở bên kia. Rồi, hoặc là chúng ta dùng cái tab tempo này này. Các bạn đều có này. Ví dụ là 1 2 3 4 rồi nó về bình thường này. 2 3 mà các bạn bỏ nhanh lên thì nó sẽ nhanh lên, 1 2 3 4. Như vậy rất là dễ đúng không? Và Python với mọi thứ thì tôi đã nói video trước rồi. Cái phần này là sin code đấy, chứ chúng ta sử dụng khi đánh nhá. Ai mà rớt nhịp á chạy ra đấy, nhụ nhá. Ngắt. Đó. Đó. Đó.
dùng cái màu xanh thì nó sẽ ngắt được. Đó, nhấn thả ra mất. Bốn cái S1 S2 S4 thì cái đó các bạn cũng cần xài mà không cần đến nơi. Cái phần lốp lốp này thì chúng ta thu lại cái phần ví dụ bây giờ chúng ta nhấn nhấn record ha, nhấn record đây sẽ lưu từng đó. Ôi sorry, nhầm rồi, sai rồi, nhấn lại nhá, record. Dừng lại rồi các bạn play lại nghe thử nhá. Đây, bên này nó tự hở đỏ âm cho mình. Đó. Phần này giống như chúng ta thu sequencer á, thì thu cái song sẵn thì cái này nó tính năng này nó hữu hiệu cho những cái nơi mà chúng ta đánh mà biến đánh một lần xong cái hòa âm nó y chang như vậy thì chúng ta không cần phải đánh lại. Bên này thì nó quá nhiều thứ để nói đấy. Ơi, nguyên một cái đống này. Đây là màn hình. Chúng ta chọn cái màn hình đó, chúng ta chọn cái nào? Tức là chọn ở bên display này. Đó, nhấn này, cái bên này nó sẽ thay đổi này, đó nó đổi này, màn hình phải này, màn hình trái này. Đó, cũng vậy được họ nhận trực tiếp vô đây ha. Những cái chức năng ở trên này thì nó mỗi cái nó đều có một cái effect riêng. Thì cái này bộ tiếng nó đã chỉnh sẵn rồi. Nếu bạn mới tập chơi thì cũng chẳng cần phải chỉnh nhiều. Khi nào mà muốn phá phách thì tôi sẽ làm riêng một cái demo về cái này. Hình như là trước kia tôi có làm rồi, các bạn đã theo dõi rồi không? Rồi ok, bên này là xong list này. Các bạn nhấn để chúng ta lấy cái gì? Lấy cái tiếng. Ok. Đó, ở trong này nó có rất là nhiều tiếng. Ví dụ như chúng ta muốn lấy đèn hay là lấy cái dân ca gì đó, nhấn vô đây thì nó sẽ kích hoạt lên. Rồi, nhấn for return. Đó, nó sẽ lên này, room này, string này, trang này. Đó, ok. Đó. Tương tự như vậy thì chúng ta có một vài cái như là chức năng phím nóng ở bên này, key tức là audio. Tăng cái tông nó lên. Đấy, tăng lên. Đó, reset các bạn nhấn lại hai cái nó về không. Đấy. Rồi cái octa này là các bạn đưa nó lên một cái khoảng 8 ha. Thì cái này ví dụ đang chúng ta đang đánh tiếng piano này. Đó, tiếng piano này bình thường đúng không? Oh, mất tích rồi. Rồi để sorry để các bạn lại coi. Một cái tiếng nhạc bình thường đi. Rồi tiếng này bình thường. Nó đưa lên thì nhấn vào octa kéo nó lên. Đó. Rồi, ok, đây đưa sang màn hình này. Nó sẽ chọn cái upper này, cao hơn đấy. Thế rồi ok. Ngoài ra thì các chức năng khác thì nó gần như là BK5 vậy ấy. Các bạn tham khảo cái BK5 á thì cũng có thể lấy điệu rồi lấy tiếng rồi các cái phần bè ở trên này rồi phần băng tiếng rồi nó khác cái Gilstern này thì nó có những cái tiếng ở trong tiếng này nghe hay hơn. Rồi cái phần enter của con này nó không có nằm ở trên trực tiếp mà nó chúng ta muốn chọn cái này rồi kéo xuống và chúng ta nhấn trực tiếp vô đây đây. Đó. Rồi, ok. Chúc bạn thành công nhé. Rồi, cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Nếu cần mua hàng có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Trang chủ của chúng tôi là nhạc cụ gia tốt.com. Thank you.